bản là tại ba lãnh đang ngồi giải thích cho ông Việt. Ông Việt kêu là anh ơi, em nghe không vào đầu miếng nào, nó cứ sao sao. Việt buổi tối nó còn phải đi dạy gì đấy thì làm sao mà nó khả năng tiếp nhận được. Không thì vừa giải thích cho nó là bây giờ em vật liệu như thế chẳng hạn, em làm vật liệu thì em vật liệu, em biết thế nào là vật liệu bền vững đúng không, rồi là em xem YouTube và cả em đọc lung tung, và thì bây giờ Liên Hợp Quốc đưa ra hẳn cái khung cho em đúng không, thì em sử dụng cái đấy, nó là tiêu chuẩn chung của nhân loại thì nó tốt hơn. Thì đấy chỉ là mục tiêu của cả cái buổi đấy, chỉ là như vậy thôi. Thì nó bảo vâng em chưa thử hiểu kỹ, chưa thử hiểu kỹ đi, bây giờ em thử hiểu đi, thì đây là của Liên Hợp Quốc rồi, dùng cái app đó đi. Đấy thì đấy là thì đang mất thêm một vài phút để lý giải cho Việt chi tiết hơn cái buổi đấy. Rồi còn cái thứ hai là vấn đề về tổ chức, tại sao phải học phát triển tổ chức, là tại sao bây giờ em làm một mình ở Nature đó thì em chưa dùng cái kỹ năng này, nhưng bây giờ cái tổ chức, cái đội của em nó có 10 người và 10 người 10 quan điểm khác nhau, nên làm nào. Rồi em bảo là công nghệ của em là sạch, anh Thắng cũng bảo công nghệ của anh là sạch, và hai công nghệ đó chỉ được chọn một, em chọn nào? Đúng rồi. Chẳng lẽ làm tất. Đúng, câu đấy, mấy câu đấy rất hay đấy. Nguồn lực có hạn thì phải Rồi. phải suy nghĩ đúng không nhá, chứ còn nguồn lực vô hạn thì không quan trọng. Nguồn lực có hạn này 10 người 10 ý là 10 công trình luôn, còn nguồn lực có Ơi, hạn thì chỉ là một thôi. văn bản của buổi tổng quan ngày hôm nay là đúng cái đoạn này đấy. Đoạn ông Tuấn vừa nói là xong. Đấy, cái đấy, đấy là cái anh cần. Đó Bóc tách văn bản là đấy là những cái câu mà tôi cần đấy. chỉ đi vào Đúng trọng không? tâm thôi Đúng là mỗi buổi nó có một cái ý đúng niệm gì đấy. không? Đây Làm chỉ báo cần giật lưu tít ý chỉ thế thế thôi. thôi đúng Rồi. không? Bên này là thảo luận được những cái gì rồi? Tuần đâu? Anh thay Tuần nói nha. Mỗi người nói Đấy. một một câu, hai câu. Bên này thì em nói về cái em tâm đắc thôi. Cái tâm đắc thì có hai ý. Cái thứ nhất liên quan đến cái buổi về học tập ấy, văn hóa học tập trong tổ chức, thì cái mô hình văn hóa của Agile, cái đấy thì em thấy là mình hiểu rõ hơn, tức là những cái gọi là sao nhỉ, những cái thành quả của trong cái hoạt động của mình ấy. Thì cái cách làm đầu tiên là đưa ra assumptions, đưa ra giả định chúng ta làm, đúng không? Có fail, có thành công, có kết quả, nhận lại được những cái values, những cái giá trị đấy, những cái bài học kinh nghiệm mình rút từ đấy ra. Sau đấy chúng ta triển khai tiếp thì cuối cùng sẽ đạt đến cái gọi là artifact, là những cái tư liệu cho đến giờ chúng ta có. Ví dụ như là mình ra vụ thì sẽ là những cái video này, những cái văn bản bóc tách đấy, những cái buổi tọa đàm, rồi một số những cái buổi offline của Nature hoặc là art. Đấy, sau này hy vọng là sẽ cụ thể hóa ra những cái sản phẩm nữa. Đấy, đấy là cái mô hình của Agile thì em tâm đắc. Một cái nữa là liên quan đến cái từ việc, tức là mình dạy các bạn từ từ việc thực tập thành lãnh đạo ấy. Thì khi mà hiểu về tổ chức thì mình sẽ, nói chung là các bạn sẽ tự biết là ví dụ tổ chức của mình đang đang có những cái vấn đề gì, tự nhìn ra con đường, chứ không không cần phải người đứng đầu chỉ ra làm thế này đi, làm thế kia đi. Mọi người sẽ tự thấy là tổ chức bây giờ nó đang thiếu cái gì, nó đang gặp vấn đề ở cái gì. Và em cũng cũng mong muốn là cũng thông qua đấy có thể tự hiểu được cái tổ chức mà chính em đang ở trong, ngoài Unify là chính là cái cơ quan đấy chẳng hạn, cái nhà nước đấy.
mình sẽ hiểu được cái vấn đề của nó nằm ở đâu. Thì đấy, hai cái ý mà em tâm đắc, hai trong số những cái ý mà em tâm đắc. Được, ok, tốt. Nam thì sao? Nam thì là khi mà Tân nó trình bày ý đầu tiên ấy, Việt Nam thấy là cái buổi văn học nó cho mình cái sự tự hào, bởi vì mình đang được quay lại cái thời ngày xưa mình đi học, nên là mình sẽ bắt bắt đầu làm cái hành trình là mình cố gắng để cùng học với các bạn và cùng thực hành thứ mà mình học. Và mình học về leadership thì mình thực sự trở thành người lãnh đạo, và mình học về cái xây dựng văn hóa học tập tổ chức thì mình bắt đầu phải là một người có trách nhiệm với văn hóa học tập của tổ chức. Đấy, thì mọi người cứ lúc mà đi làm rồi thì hay nói là mình muốn quay lại cái thời còn được đi học, bởi vì khi đi học là vô tư nhất. Thì mình cũng thấy là bây giờ VinFi đang tạo ra được một cái môi trường mà nó đúng như trong cái Ikigai thứ hai của mình thì nói là mình sẽ có một cộng đồng bền vững, thì sao người là cộng đồng đấy sẽ có thể thấu hiểu và chữa lành cho nhau. Thì chính là ở góc độ là gọi là bạn bè cùng lớp cùng học thì chúng ta sẽ có được cái tinh thần phi vụ lợi chân thành nhất để chia sẻ rồi gọi là lắng nghe lời khuyên của nhau. Thì mình thấy là đấy là một cái rất là hay, rất là thực tế mà WeFi hiện nay đang làm ra được. Còn đâu cái buổi What is life, cái buổi đấy thì mình tiếc là mình không tham gia được. Đấy, thì mình cũng có nghe mọi người nói là có cái sự xuất hiện của cô Song Nga và bàn luận rất là lâu với mọi người, thì mình rất là vui, mình rất là tò mò về ý đấy. Và mình nhận thấy là thực sự là WinFi đã bắt đầu có được cái gọi là sự tin tưởng và gọi là đánh giá tương đối là sòng phẳng. Sòng phẳng thì cũng không đúng, mình Bình nghĩ là đẳng. tôn trọng, bình đẳng, tôn trọng của những cái người mà mình rất khâm phục. Như cô Song Nga là một người mình rất là khâm phục. Cô là phụ nữ, cô là cái người mà luôn luôn gọi là tiên phong xúc đất suốt ngày, khom lưng chạm tay vào đất mỗi ngày. Bản thân mình chỉ làm được đấy 2 ngày cuối tuần và mình đã kiểu đau lưng, nhưng mà là một người phụ nữ mà làm từng đấy việc suốt từng đấy năm thì mình rất là khâm phục. Thế nhưng mà người phụ nữ đấy vẫn là coi là tôn trọng tổ chức của mình, thực thể của mình, thì mình cho rằng đấy là một cái mà mình rất tâm đắc. Bởi vì nó phải là ở trong một cái sự kiện bình dân học vụ của một tổ chức thì cô mới gọi là tham gia vào và đóng góp ý kiến. Thì mình hôm nọ mình muốn hỏi Tuấn đánh giá về cái buổi đấy, cũng để nắm cái tâm tư tình cảm cảm xúc của Tuấn từ đấy thế nào. Thì mình thấy đấy là 2 cái điều mà mình tâm đắc. Ok, đó. Nghe thì nó không không kết hợp. Ok, mời Tân. Em đề xuất với anh là cái mình làm hôm nay là giải quyết luôn được cái phần feedback ấy. Tức là mình đang dành cắt một phần cái thời lượng cuối cùng của một cái buổi cho cái phần chia team và làm bài tập. Dù anh đưa ra yêu cầu là đấy em tâm đắc với cái phần gì, em nghĩ là chính nó là feedback luôn, tại vì là mình Đúng sẽ rồi. biết được à cái gì còn đọng lại trong các bạn sau trong sau cái buổi hôm đấy, và cái tuần kế tiếp ấy thì mọi người sẽ nốt lại, viết lại những cái mà mình vừa mới nói đây này. Ví dụ trong room 1 từ đây thì em với anh Nam sẽ tự tự mình nốt lại cái đấy, và ở bên kia thì cũng thế, những cái mà anh Tuấn vừa vừa nói lại cho anh Nam cái phần thảo luận bên đấy, em vào ban nãy vào sau thì chưa kịp nghe, nhưng mà đấy thì mình đã giải quyết luôn được cái feedback rồi. Được. Ừ. Đúng rồi, mỗi phương pháp nó có một cái hay riêng. Thì làm cái này thì nó gọi là đối với anh thì nó hơi chán. tại vì cái này nó đơn giản mà nó đọc là xong, nhưng mà mình phải nhìn ra thực tế là tổ chức của mình, những người tham gia họ vẫn chưa có khả năng chủ động trong việc Đúng rồi, đưa ra ý kiến, họ đi vẫn thực tế còn cho mình. nhiều đấy, thì mình cứ thực tế trước. Còn cái việc mà breakout room là cái việc diễn ra thường xuyên của đi học online, học Zoom ấy, chuyện đương nhiên. Sẽ Chuyên môn. breakout gặp toàn người mới
Đó cũng là cơ hội để Hoàng nó xây dựng network, nó gặp nhiều người mới, nó có nhiều thỏa lợi mới đó, thì để xem cái này ổn thì mình hoàn toàn mình có thể xây dựng cái nhóm Zalo hay là nhóm WhatsApp, Facebook gì đó để mình thảo luận thêm để tiếp tục để duy trì cái đà thảo luận, đúng không? Tại vì về cơ bản thì mình đều là những người không 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 trong cái lĩnh vực thảo luận, đúng không? Là suy nghĩ tư duy thì cái công việc là mình quên mất, mình đánh lạc hướng đi, thì mình có cái nhóm này nhắc mình là mình luôn thảo luận, còn những người anh thì luôn luôn lúc nào thảo luận đầu rồi, nên là chuyện bình thường, nên đôi khi nó không được sâu sát với các bạn lắm, nên tại sao phải có cái để mà đôi khi phải nhắc các bạn như thế, nhảy vào Zoom, ê bữa trước bà đấy đâu ấy nhở đó kiểu vậy, thì nó khơi gợi cái tư duy của mỗi người. Thì đó nhờ ban vận hành cố gắng tạo tạo một có cái không gian đa tầng lớp như thế để mình kết nối sâu hơn. Mình chỉ cần ở đây có 5 lãnh đạo, 7 lãnh đạo thôi là ngon rồi, đúng không? Mình cần gì 50 người lãnh đạo mà mỗi đứa làm một kiểu. Tinh nhuệ thôi, siêu thôi, đúng không? Bính thủy đánh bộ, chỉ cần nhóm nhỏ thôi. À, quẩy tất cả Xong. các nhau. Này em thấy là viết vào trong quy trình được luôn, ban vận hành để làm luôn cái quy trình cho cái mỗi cái buổi workshop online như thế này. Tốt Trong đấy cái bạn. phần agenda đấy. Được. Ok, giờ mình quay về room chính. Mình còn 10 phút nữa đến 12 giờ đúng không? Mình còn quay về room chính. 11 giờ. 10 phút nữa mình wrap up lại được 2 tiếng, đúng đặt hàng đúng không? Ok, hẹn gặp Ok. mọi người ở room chính nha.